mình và mình là Huy đây. Kênh của mình á thì hôm nay rất ít đăng video bởi vì do Covid, các bạn thông cảm với mình nha. Và hôm nay thì tiếp tục một hành trình ở Sài Gòn, thì mình lại tiếp tục dẫn các bạn đến một khu chung cư cũng khá là cổ điển ở Sài Gòn, và nó nằm ở ngay trên đường Tô Bích Đạm. Nói đây thì tất cả các bạn đã biết là khu này khu nào rồi đúng không? Đây là chính là khu chung cư Tô Bích Đạm, mang vẻ cổ kính truyền thống. Và hiện tại thì mình đang đứng ở ngay cái chỗ là đường Tôn Thất Đạm. Phía đằng sau lưng của mình đây nè, đó chính là Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, rất là cổ kính các bạn thấy không? Và đứng đây nè các bạn, toàn là mùi tiền không mà hấp dẫn lắm. Đó các bạn thấy không, đây là đường Tôn Thất Đạm nè, các bạn xem. Thì chiều chủ nhật cho nên có rất là nhiều người đến đây chụp ảnh các bạn. Và đối diện đây nè, đó chính là chung cư Tôn Thất Đạm. Và bây giờ mình sẽ quay chi tiết hơn cho các bạn xem nha. Đâu có cần phải vào studio, đến quán cà phê chung cư Tôn Thất Đạm là có ngay nhiều góc chụp đẹp mê ly luôn các bạn ạ. Quán cà phê chung cư Tôn Thất Đạm là điểm đến được nhiều người trẻ yêu thích vì có không gian bình yên, nhẹ nhàng cùng với nhiều góc chụp đẹp. Đây là một khu chung cư cũ có tuổi đời hơn 100 năm, nằm bình yên giữa trung tâm quận 1 hiện đại đầy hoa lệ. Ngay trên đầu con đường Tôn Thất Đạm thì các bạn có thể thấy đây, ngay chỗ mình đang đi nè, đó chính là chỗ gửi xe, và giá dao động từ khoảng 10.000 và đến 15.000 tùy ngày nha các bạn. Nhưng mà hôm nay mình đi chủ nhật thì người ta lấy mình 10.000. Tiếp theo là tụi mình sẽ đi tới một chút, và các bạn nhìn thấy cái cầu thang bên tay phải không? Đây chính là chỗ này. Các bạn đi vào, đi lên thì nó sẽ lên được cái khu mà quán cà phê để chúng ta có thể có nhiều chỗ chụp hình hơn. Đó, mình bước lên nè các bạn. Cái điểm đặc biệt của chung cư Tôn Thất Đạm thì cái không gian nó khá là tối các bạn. Thế nên chúng ta cần chuẩn bị những cái đèn chụp như thế này nè. Các bạn thấy không, những cái bạn này đang dựng nguyên một studio như vậy nè. Một lát nữa mình sẽ bật mí cho các bạn về những điều xoay quanh cái việc chụp ảnh này. Đó, mình sẽ hướng dẫn các bạn. Tới đây rồi thì mình tiếp tục đi lên thôi. Khu này thì vẫn chưa có gì cả. Đó, bây giờ mình sẽ theo chân bạn mình đi lên. Theo quan điểm cá nhân của mình á, thì khi mà đến những cái nơi chụp hình như thế này nè, các bạn nên đem theo thứ nhất là cái lens nè. Các bạn biết cái lens không? Cái lens máy ảnh hoặc là cái lens dành riêng cho điện thoại của chúng ta, thì nó sẽ bắt nét chúng ta trọn hơn. Và theo mình thì các bạn đầu tư một cái đèn LED. Đèn LED bây giờ trên Shopee hay Lazada bán đầy luôn các bạn, thì nó sẽ tuyệt vời hơn là mình sẽ đi tay không. Các bạn thấy không, cái ánh sáng nó rất là le lói luôn. Và mình nhận thấy là trên tường thì có rất là nhiều hình vẽ bằng sơn của những bạn trẻ. Theo quan điểm cá nhân của mình thì một cái lối kiến trúc mà nó xưa như thế này thì không nên có những hình vẽ lên đó. Mình đánh giá là nó không được sạch sẽ và đẹp đẽ cho lắm. Còn quan điểm của các bạn như thế nào, có thể để lại cho mình một comment để cho mình rút kinh nghiệm. Đó, đây là tầng thứ hai rồi. Thì ở mỗi tầng, ở phía góc bên phải đều có quán cà phê hết các bạn. Và mình dự định là một lát nữa sẽ ghé qua để tham khảo giá cả cũng như là chất lượng nước ở đây, xem có ngon như ở các chung cư mới hiện đại bây giờ không. Đây, và từ những cái cửa sổ này thì tụi mình có thể nhìn ra được hướng của Bitexco. Đó. Và còn hai lầu nữa. Đó, các bạn thấy không? Những cái hình vẽ như thế này không biết đối với các bạn sao, chứ đối với mình thì nó không có được bắt mắt cho lắm. Là tại vì mình lạc hậu quá. Đó, đây là quán cà phê có tên là Thị Phi. Đây, hai bạn người nước ngoài nè. Và bây giờ mình tiếp tục lên đến tầng cuối cùng để xem có gì hấp dẫn. Về việc chụp hình cũng như là quay phim á, thì người dân ở chung cư sẽ nhắc các bạn là đóng phí nha các bạn. Mình phải trả phí để quay phim và chụp hình theo một nhóm, để các cô chú nói là để tiền dọn rác. Tại vì á, có rất là nhiều bạn không có ý thức khi mà mình đến mình tham quan, mình ngắm, sau đó là mình ra đi với một bãi chiến trường và để cho người khác phải dọn, người ta rất là bực bội. Và các cô chú đề nghị là sẽ thu phí như là phí vệ sinh, thì mình thấy cũng ok thôi.
Ví dụ các bạn đi một nhóm 5 người, 7 người mà cái giá chỉ có 50 nghìn thôi thì quá rẻ. Đó. Và ở đây thì có một không gian quán cà phê nữa. Cái góc này là chuyên để chúng ta chụp hình nè. Bạn thấy không? Xung quanh, những cái tòa nhà xung quanh đều rất là cổ kính. À, bây giờ mình combat lại cái quán cà phê Hoàng Thụ nãy. Mình đi xuống. Thì chỗ này là đúng chất Sài Gòn xưa luôn nè các bạn. Và trước đây hầu như là việc chụp hình, chụp ảnh hay là quay phim gì đó nó đều không tốn tiền cả. Và mình cảm thấy nơi này nó xứng đáng. Nó xứng đáng với cái công sức bạn bỏ ra đến để có được những cái bức ảnh chiêu. Đây. Mình định đi sâu hơn nữa nhưng mà tới đây là cũng hết rồi. Thì bây giờ mình sẽ trở ra. Đó, cái cô cư dân này cổ nhắc tụi mình là phải đóng tiền. Theo mình nghĩ các bạn trước khi đến cái chung cư Tôn Thất Đạm này thì hãy bỏ qua một chút thời gian xem clip của mình, đọc kỹ cái nội quy này để chúng ta được hành xử một cách văn minh nhất nha. Đừng có xả rác bừa bãi để rồi phải bị dị nghị. Đó, hãy văn minh lên. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình. Và nếu thấy hay thì hãy cho mình một like và một subscribe để mình có động lực làm những video tiếp theo hay hơn nha các bạn. Và nếu các bạn có bất kỳ ý tưởng nào, hãy comment lại cho mình biết để cho mình sẽ thực hiện theo, để góp phần xây dựng kênh của mình được đẹp hơn nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều.